Ê trời. Túi này ta. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại quay đồ máy của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà bị bỏ hoang rất là lâu năm cả nhà. Thì hôm nay mình muốn quay trở lại đây để khám phá tâm linh lúc 12 giờ trưa, xem thử hôm nay có duyên gặp được vong nào hay không. Thì ngôi nhà này cái này cũng lâu rồi mình không có đến. Lần trước là mình gặp được ông lão, ông nói là ông quê ở Cần Thơ đó cả nhà. Rồi ông đến ngôi nhà bị bỏ hoang này để thăm người bạn, rồi bị ông chích mất rất là lâu rồi. Rồi hôm đó mình đến đây có duyên gặp được ông ấy. Rồi mình có hỏi ông ấy là quê đâu, ông nói quê Cần Thơ các bạn. Rồi mình cũng mời ông ăn uống xong rồi bắt đầu ông muốn đi về nhà. Rồi mình cũng giúp cho ông đi về quê nhà của ông rồi. Rồi mình nói thôi bây giờ con giúp cho ông ăn uống xong rồi ông đi về quê thăm gia đình xong rồi ông về chùa tu nha ông. Thì lúc đó ông đồng ý các bạn. Thì lúc đó là mình đã giúp cho ông rồi. Hôm nay mình muốn đến đây xem thử có vong nào đến hay không. Thì những cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang á, lâu năm á, chắc chắn hết vong này thì vong khác sẽ đến. Cũng như là mình giúp vong này xong rồi vong khác sẽ đến. Thì cái đó là theo mình đoán thôi. Hôm nay mình vào xem thử coi có vong nào hay không nha cả nhà. Thì fan hâm mộ cũ của mình nhớ cho mình xin mỗi người một like ha. Còn quý anh chị và cô chú và các bạn nào mà mới biết kênh của mình á, thì vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký kênh để đón xem mỗi khi mình đăng lên YouTube nha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình ha. Trời đang chuẩn bị chuyển mưa nữa các bạn, khổ gì chứ. Ngôi nhà ở đây nè cả nhà. Còn ở phía sau thì có lùm tre rất là to luôn, bụi tre. Còn phía bên đó, bên kia các bạn, có một ngôi nhà cũng bị bỏ hoang luôn các bạn, nhưng mà họ không có mở cửa được. Để mình chỉnh cam lại cả nhà. Vô tới nhà mà bỏ hoang cái lo quay không, không có chỉnh sắc nét gì trơn. Trời trời. Ngôi nhà này kêu bằng tới luôn các bạn. Nó chuẩn bị sập xuống luôn rồi. Sập cái vách tường ở bên đây. Ai trời. Túi này ta. Lạ thật, lần trước cái mình đến đây cũng gặp một ông chú cũng tóc bạc luôn. Rồi sau lần này đến đây cũng gặp tóc bạc rồi mặc đồ trắng trắng giống ông chú kia ta. Không lẽ bữa hổm mình giúp cho ông chú chưa thành công trời. Mình nhớ là bữa đó là mình làm thực là giúp cho ông đi về Cần Thơ rồi các bạn.
Rồi mình nói ông đi về Cần Thơ rồi ông thăm nhà xong rồi ông nhớ đi về chùa tu cho tinh, cho tâm nó tịnh, sớm tinh tấn để sớm được chuyển kiếp. Có phải ông cụ của hổm hay không ạ? Hay là bà cụ nào mới đến ngôi nhà bổ quan này ạ? Cái ngôi nhà này là mình không bao giờ dám đi vào cái đường phía sau cả nhà. Phía sau là chắc chắn là không dám vào rồi. Nếu mà lỡ mà gạch nó xúc ra một cái là tiêu đời luôn. Sao không thấy ta? Để mình bọc phía sau nha cả nhà. Thì hồi nãy mình thấy ông lão lướt qua lướt lại ngay chỗ đó các bạn, ngay chỗ cửa đó, mà giờ ông mất tiêu rồi. Con nhà này xiên xà hiện giờ đang bị mục gãy hết trơn các bạn ơi. Kèo đòn tay thì đòn dông cũng mục luôn, mục hết. Xem thử hôm nay coi có tổ ong nào đến đóng hay không nha. Nhà trước thì nguyên cái tổ rất là bự luôn á, nhưng mà bà con đến đây đốt đã lâu rồi cả nhà. Chắc có thể gần đây có ai đốn lạc đem về bán các bạn. Họ gốc lạc nè, mình nghe nói lạc bán cũng có tiền nữa cả nhà, bán cho mấy người họ lợp nhà hay là trầm lá rồi đó. Đó, ngôi nhà bị bỏ hoang bên đó thêm một cái luôn các bạn. Ở đây á, tiếng động kêu bằng tự nhiên á, nó làm cho mình nổi cục thường xuyên cả nhà. Vong ông cụ hay là bà cụ hồi nãy mình thấy rồi thì cái đó đều đương nhiên. Còn ở đây á, nó có một cái gừng lá như thế này nè, ghê gớm quá cả nhà ơi. Dạ, hôm nay con đến đây, hồi nãy con mới thấy một vong á. Con không biết nam hay là nữ. Con không biết ông bà của chủ nhà hay là ông bà ở nơi khác đến ngôi nhà bị bỏ hoang này ngự. Thì hôm nay con đến đây cũng như là muốn tìm tất cả các vong linh. Nếu mà ông bà có cần cái sự trợ giúp hay là đặt cái vụ ăn uống hay là nhang đèn gì đó thì hãy xuất hiện cho con biết đi ha. Rồi, gió kêu bằng là siêu thiên nhiên luôn. Gió không có lớn mà lá cây nào cây nấy nó cao khoảng cỡ 30 mét các bạn. Là cả nhà coi nè, cái tàu lá mà nó cao hơn cây dừa luôn, nó ghê chưa. Nhà thấy không, khủng khiếp không, nó cao vậy nè. Lá này là kêu bằng lá lợp nhà này cả nhà, trầm lá mình lợp nhà mình ở rất là tuyệt vời đó.
Thứ nhất là lá xé, thứ hai là lá chầm ha. Lá nào ở cũng mát hết. Dạ, hồi nãy con thấy có một cụ á, ốc bạc vàng á, nếu mà cụ đến đây cần cái sự trợ giúp hay là bà hay là ông đến đây có việc gì hay là có cần cái gì đó thì hãy nói với con biết ha, cho con biết. Còn đây có dấu bánh xe của ai vậy ta? Chắc có thể là mấy người họ đi gốc lạc các bạn. Để mình quay toàn cảnh cái ngôi nhà bị bỏ quên này xem thử còn vững khoảng mấy năm nữa các bạn. Ôi, nhà này cao lắm là 3 năm nữa là một khách. Có rau càng cua mọc ở trong nhà luôn đó nha, mọc ở ngoài hàng ba quá trời. Mất tiêu ta. Mình thấy trong cái kiến các bạn. Hello, con chào cụ. Ông cụ này hay là bà cụ không biết, mình thấy đi tướng giống như ngày xưa lúc bị bệnh bị kiểu như tai biến các bạn. Dạ con không biết ông hay là bà ha, con mời ông bà ra ngoài cho con xin được giao tiếp một tí ha. Mình mới thấy họ vào trong buồng các bạn. Ngôi nhà này bữa nay nhìn thấy sân quá trời cỏ rậm rạp, nhìn thấy ớn thì chứ. Cầu kỹ ở nhà nhiều khi có ông. Để mình thắp một nén hương nha cả nhà. Rồi ám ảnh cái tổ ong này các bạn. Tổ ong này thì người ta đã quỷ rồi.
Dạ, hồi nãy con thấy có một hình bóng không biết của ông hay là của bà di chuyển vào bên trong nhà tắm này ha. À, nếu mà của ông của bà đến đây có việc gì hay là một có cần sự trợ giúp của người cõi dương thì hãy ra đi ha. Cha cụ ơi, mình thấy không biết nam hay là nữ các bạn, cụ có thể di chuyển ra đi con mới. Thì yếu quá các bạn, tội nghiệp, chắc có thể lớn tuổi hay lớn. Dạ cụ có thể ra ngoài này nè, cho con xin vô tiếp xíu đi ha. Đâu rồi ta? Trời ơi, mới gọt lên tới đó hả cụ? À, cụ đừng đi nữa cụ ơi, đã lớn tuổi rồi đi cung cung vậy chống gậy nhìn thấy khổ quá vậy. Cụ cho con xin giao tiếp xíu ha, cụ có phải là chủ ngôi nhà này hay không, hay là từ nơi nào đến vậy cụ? Cụ đây hay là từ nơi nào đến? Kiếm bộ Kính bạn hả? À, cụ kiếm bạn, cụ đến đây là được mấy ngày rồi? 15 ngày. 15 ngày hả? À, bạn cụ là mạo dạng là như thế nào? Lớn tuổi hay là nhỏ tuổi? Lớn rồi. Lớn là nhiêu tuổi cậu? Quê cũ đâu mà cậu đến đây cậu tìm bạn? Ở gần Cà Mau hả? Trời ơi, ở gần Cà Mau là ở tỉnh nào? Hỏi chị ngủ hoài rồi. Hỏi cho biết, ông đến đây tìm bạn ông mục đích có việc gì không? Ừ? Ngủ chơi mà không đâu mất tiêu rồi. Ông chú đó là với ông là sao? Bạn chiếc cốt ở quê ngày xưa hay là ở mỗi người khác tỉnh? Ông mới ông đi cũng bạn đây nè, không ông mê mất tích mấy năm luôn. Vậy hả? À, ông đi mất tích mấy năm, ông nói ông đi xuống đây chơi hả? Ông đi xuống ông thăm bạn gì đó. À, rồi giờ mất tích luôn. Ừ. Không lẽ ông mà con đã giúp cho ông đi về Cần Thơ rồi, ông đó ông nói ông đến đây ông thăm bạn ông rồi bị ông chích nè, rồi ông chết rồi, rồi ông đến đây. Chào ông ơi, bị về đi đổi qua đây làm gì hết á. Cho tôi đi nghỉ thôi. Lào, nói chuyện mấy có được mấy câu mà ông nói ông đi nghỉ ngơi cả nhà, ông nói mình làm phiền ông khổ thật.
Mới gọt ông nó mất tiêu trời. Chắc có lẽ ông cụ hồi nãy ổng đi nghỉ đâu rồi cả nhà, mà mình không biết ổng nghỉ đâu. Đến đây thăm bạn, không lẽ cái ông mà kỳ rồi đến đây bị ông chích thì rồi bỏ mạng ta. Trời ơi, tường bây giờ nó hở kêu bằng khủng khiếp các bạn, hở quá trời hở, sắt thì nó mục hết, không có cách nào để cứu lại được luôn. Thấy mình đón trước kia ngôi nhà này ông cụ còn sống đó, cũng có sửa chữa lại nè cả nhà, dán hồ rồi cho dính lại nè, sắt đồ câu quá trời trong đó đó. Ông nghỉ đâu rồi ông? Mới cái gọt ông ẩn lẹ quá trời vậy ta. Cả nhà coi nè, tường nó sập xuống một đống gạch luôn các bạn. Dạ thôi ông không có cần cái sự trợ giúp của con về à, hôm nay cũng có duyên lắm á mới gặp được ông á. Không có duyên đâu gặp được ông đâu. Đúng không? Ông cụ ơi, ông đâu có tiêu trời. Rồi mấy gọt ông dưới các bạn kìa, ông này cũng lẹ thật chứ. À hôm nay con làm phiền nhưng ông tí thôi à, con về chứ đâu có làm phiền ông lâu đâu. Ông tìm bạn thì con sẽ tìm bạn với giúp họ ông, tại vì con nghe ông nói ông tìm người bạn mà đến đây thăm ông chú chủ nhà nè, chắc có thể là ông bạn của ông á bị ông chích chết rồi. Rồi hôm đó con đến đây con gặp ông ta nè, rồi con giúp cho ông ta đi về Cần Thơ ấy, về Cần Thơ đúng rồi đó. Giờ ông ở chùa ở Cần Thơ á, thế chứ giờ ông đâu có đây. Ổng ở bên Cần Thơ cách nay khoảng cỡ tháng trước á, lâu rồi, khoảng tháng trước ông ơi. Ổng đâu còn đây nữa đâu mà ông đến đây làm chi.
Ủa. Ủa. À, con là người đi giúp vong chứ đâu phải người đi ngoại phá gì đâu. Ông nói ông khổ quá, con giúp cho ông đi về chùa rồi. Còn quê ông ở gần Cà Mau là tỉnh nào ta? Hậu Giang hả? Ông mày biết hơi rồi. Ừ. Sao không biết? Rồi bạn Ông năm nay đó nhiêu tuổi rồi? gần 80 rồi. À, ông mất lâu chưa? Mất mới có 2 năm hả? 2 năm mà hả? Mất 2 năm mà ông kia mất lâu mà ông đi tìm gì? Vậy là bạn bè lâu quá không có gặp nhau hả? Hay là ông hay tin là nơi này là ngày xưa ông bạn của ông bị bỏ mạng đây? Không biết đâu, đi qua đây nè, nghe mấy ông kia nói đó, có ông gì mà ổng đi thăm bạn của ông qua đây, ổng bị ông chích gì đó. Rồi hôm nay ông gặp con có cần cái sự trợ giúp gì không? Giúp tìm ông bạn tôi luôn. Giúp tìm ông bạn hả? Ông về vòng hoài mà ông muốn chết rồi. Trời ơi, nãy giờ mới giao tiếp chút xíu mà cũng chết không? Giúp thì ông ra ngoài này đây, con giúp cho. Trời ơi, ông cần con tìm ông bạn của ông thì ông phải ra chứ. Con sẽ giúp cho ông đi về tìm ông bạn ở Cần Thơ, vào chùa ở Cần Thơ á. Ờ, bà hỏi ông nói là ông ở gần huyện Thốt Nốt, ngay huyện Thốt Nốt á. Ông muốn gì đó thì con đưa ông về đó chứ có gì đâu. Không Hả? đâu. Được chứ. Vậy đó sẽ gặp ông liền. Ông trước kia bị bệnh gì mất mà thấy đi gung yếu quá vậy không? Trời đi hỏi làm chi, tao bệnh gì kệ tao mày. Vậy hả? Có phải bệnh già yếu tai biến rồi không? Nói gì mày cũng biết nó vậy. Sao không biết thấy ông già yếu mà đi lụm cụm đó? Mày có thấy bà Đào nào không, kêu cho tao đi. Đau là gì không? Đau là gì? Học hóa lắm mà, có không? Đâu ông phải giải thích là đào là gì con mới biết con tìm cho ông chứ nghe ông nói đào đào cũng lạ quá. Đào là sao? Ngồi mấy bạn trong quán cà phê á. À, quán cà phê bình thường á hả? Hay phải gì? Đào quán nào? Ông ở đó ông thích đi quán lắm hả? Nhưng sao? Già cũng còn thích đi quán cà phê kiếm đào nữa ha. Đặt ví dụ tuổi ông lúc mà đi kiếm đào đó là ông được nhiêu tuổi? 45 thì tới gần chết vậy đó, tao vẫn còn sung béo, hiểu không? Vậy hả? Ờ. À. Chết bà không, hôm nay gặp ông thầy các bạn ơi. Ngày xưa ông làm nghề gì không? Nghe ông nói sao con nổ cục quá vậy?
Ngày xưa ông có nghề nghiệp gì không? Thêm bói nhà cửa nó mày Vậy hả? bói là giống như bói ra mấy người này người kia rồi đó, Mối là mối sao? bói mấy người này coi coi có bị gì không á, tao bận lắm, bói cho mày quẻ. Thôi, mấy ông bối mà mấy ông mê gái bán quà quá trời vậy sao mà bối thành công? Làm có nhiêu tiền cho gái ăn hết rồi, lúc đó có vợ không, có bà cụ không, bà còn sống với ông tới cuối đời không mà ông bỏ bà đi kiếm đào quá trời vậy? Già đi ăn cỏ non ha, cũng hay. Ông muốn tìm đào phải không? Đào nhiêu tuổi? 20 được rồi. Trời ơi, ông 80 tám mấy tuổi rồi ông tìm đào 20 sao có ông? Đào 20 thấy ông nổ cục rồi, già ông làm ăn gì được mà tìm đào 20? Ông 80 bây giờ ông phải tìm đào ít nhất là phải từ 75. Thôi mấy bà mới xấu lắm. Sao vậy? Ê, ê. Ông con cháu đông không? Ông được mấy người con nào, đông kể nghe coi. Mấy trai mấy gái? Một trai một gái. Có cháu nội rồi không? Chắc thằng lố quá. Rồi bữa nay gặp thầy ông nội rồi. Mình có làm tầm bậy tầm bạ gì hay không, không hay là có tiền đi mua đào thôi? Vậy là mình mua bằng tiền ha, cũng được. Sợ cái làm tầm bậy tầm bạ. Kiếm cho tao đi, thì nó kêu tao liền rồi. Vậy hả? Đâu, ông có tiền nhiêu đâu, ông khoe tôi coi. Mình lấy tiền tao sao? Không, câu thôi à. Không. Tiền của ông là tiền người cõi âm sao mà người cõi dương sẽ được. Ô mày nói nhiều quá vậy, Tiền trời. đâu? Nãy ông nói ông tiền nhóc ông đưa đây, tôi mới tìm đào cho ông chứ. Đào bây giờ không ai tìm không nữa. Không, tiền trước mới được. Ly cà phê giờ như không biết, rồi đó có 100.000 à, bây giờ chắc có thể là nhân ba ba lần á, đưa 300.000 đây thì vô đó uống cà phê ôm mấy bả ha. Thôi đi ngủ rồi, đi nghỉ rồi, mày nói chuyện mày mệt quá. Nhà này có chỗ nào đâu ngủ không ơi, nhà của ông cụ hư trơn rồi, chuẩn bị sập hết rồi. Tính ra ngôi nhà này ngày xưa chắc có thể là ông làm cột đúc các bạn, ông chôn xuống rồi bắt đầu ông xây chứ không có đổ đà đổ móng. Bởi vì mình thấy cái nền này mặt đất nè, ông làm sơ sài ở hết đời của ông chứ không có cần làm cao sang ha. Nghe nói bà còn các bạn, ông thì mất. Ông đâu ta? Ông nó không đi ngủ. Đâu ông này lẹ thật các bạn,
Đó có nhà thấy không? Sân trên trước nè. Nhìn thấy quá trời quá đất. Khủng khiếp. Ông không xuất hiện sao con giúp cho ông? Ông muốn đào thì ông phải ra chứ. Ồ, bên đó có cái bàn, cái tàn rất là mát luôn các bạn. Tàn này chắc trưa, cái tán của nó chứ. Trưa mình văng vọng ở dưới ha. Ngủ rất là tuyệt vời luôn. Để mình xem phía vách nhà của ông cụ xem có rộng không. Tham quan mà cũng rộng rồi cả nhà, tham quan mà. Ông lớn đi ngủ rồi, ngủ đâu kìa, có giường đó, ông lên ngủ đi. Giường của người ta ông cũng ngủ được vậy, ông lên giường ngủ đi. Mỗi lần quá hả? Rồi, tội nghiệp quá. Mỗi lần vậy mà đòi đi tìm đào. Chọn đào chọn đào hai mấy tuổi. Trời ơi trời, nghe nổ cục quá ông ơi. Ông có thể chia sẻ cho con biết cái bí quyết của ông không? Con nghe ông kể năm 45 tuổi là ông đã đi tìm đào cho đến ngày mà ông cuối đời là ông 80 tuổi đó. Mà ông có uống thuốc gì hay không? Ông tôi đưa bỏ bói nè. Cái bói đó đâu có tiền, nó kêu mấy nhỏ nhỏ kiếm mấy con mấy củi cho tao. Nướng tu qua cà phê uống. Uống một con vậy là xung đó. Gì ra vậy? Con bữa củi à? Con một, nói chung là con bữa củi bị hiếm á. Đâu phải kiếm dễ đâu. Con nghe các cụ ngày xưa nói là muốn sung là uống con đó đó hả? Trời trời, uống con đó làm chi ông ơi? Ông làm vậy rồi sức khỏe ông nó kém nữa. Đúng ra là tuổi của ông sống được trên 100 tuổi đó. Mà ông làm vậy rồi tuổi ông sống mới có 80 ông mất rồi. Cơ thể của ông nó hết chất bồi bổ rồi, buộc phải suy nhược cơ thể. Bây giờ mạo dạng của ông ngồi không vững, gung gung vậy là đầu tìm đào tìm qua. Rồi ông tìm ông bạn của ông chứ? Tao rủ nó đi uống cà phê ôm, xe ôm gì đó. Tao mất con người nhỏ tới giờ mà. Vậy hả? Cũng như là ông nói ông với người bạn của ông là hai anh em bạn thân ha. Chơi từ nhỏ đã lâu năm rồi, đã kiếm đào, kiếm quán, kiếm bia rồi đủ thứ hả? Bởi vậy ông làm vậy bây giờ tuổi sống không thọ là phải rồi. Mệt mấy ông lão quá. Rồi bà lão, bà cụ á, vợ ông ở nhà có biết ông làm những cái việc đó không? Không, không biết luôn. Cái gì sao không biết? Đi lén hả? Chứ sao, bà biết bà quýnh chết rồi sao? Quánh gì đàn bà, hay quánh ta lăng nhăng là nhằn chút vậy thôi chứ chửi ông chút vậy thôi chứ. Tính ra có tài quá, giờ muốn rủ ông kia đi tìm đào. Vậy thôi bây giờ ông muốn con giúp ông tìm được ông kia phải không? Vậy ông đi về Trà Nóc á. Trà Nóc có ngôi chùa quê ông kia ở Trà Nóc á. Vậy đó bắt đầu ông vô vào ngôi chùa nào á, hai ba con ngôi chùa chắc chắn là phải có một cái là ông đang tu trong á. Mà ổng đang tu bây giờ ông kêu ổng đi tìm đào cũng đâu có được ông ơi. Đâu ông nghiên cứu thử coi nếu mà gặp được ông ấy rồi rủ ông ấy đi tìm đào được không? Ông ấy chịu không? Ừ, mấy ông thầy chùa cũng không đi tìm đào nữa. Vậy? Cũng kêu mấy ông đỡ như tao.
Đâu ông nói lại coi, mấy ông sư, mấy ông thầy chùa còn đi tìm đào nữa hả? Huống chi ông hả? Trời ơi, ông nói về trật, sư thầy chùa hiện giờ ai mà làm việc đó ông ơi? Chỉ có phim đó, ngày xưa phim Tây Du Ký rồi mới có chứ. Thầy chùa giờ nó tu đàng hoàng chứ ai mà tu kỳ vậy, vừa tu vừa đi tìm đạo. Ông vậy ông cũng biết rồi. Phải không? Tao ông kể cho tôi nghe coi. Ông có thấy vị thầy chùa nào đi vô quán bar hay là vô những cái quán em út không? Không có. Quán đèn mờ rồi. Đâu ông thấy sao ông kể coi. Ồ bên ổng thấy có hai đứa hai con đào mới không biết chịu. Vậy hả? Một mình ông thầy mà có hai cô đào nữa hả? Hai chân dài hả? Đúng rồi. Trời trời, có không ta? Ngày xưa thì nghe ở bên Trung Hoa rồi mấy bộ phim rồi ta vô ký đồ có chứ ngoài đời giờ hiếm không ơi. Như vậy là ông làm vong linh à, ông đã chứng kiến về cái vụ việc đó rồi hả? Chắc mấy ổng tu lâu năm quá rồi mấy ổng thèm khát. Nói mày giúp tao gì đâu. Giúp cho ông đi Cần Thơ mà ông có chịu hay không, về Thốt Nốt. Về chùa luôn đi em ơi, nói chơi thôi, về chùa tu. Về chùa ai mà thích mày ơi, giống màu cái màu giống tao. Vậy hả? Nếu mày vui vui có bia có bọng gì uống ngon. Sao? Mấy nhỏ kia mà. Vậy hả? Sao chùa? Chùa giờ vong không thích là như thế nào, ông có thể giải thích cho con nghe một cái bài toán vong linh tại sao bây giờ đã ngán ngẩm chùa? Có mấy ông kinh đại không nghe không phải. Có mấy ông kia kìa, bẩn hả? Ông cũng đâu có tịnh nổi đâu. Không nghĩ về ba cái gì đâu không à. Có mấy ông không trục lợi của bà con nữa, lấy tiền nè. Còn ông kia có mấy ông ổng còn dây gái gì thòm nữa. Còn hơn 10 ông sư hết chứ hết ba ông rồi, rồi tâm đà rồi. Ông bệ kêu mấy người kia cúng dường cho nhiều vô. Còn ổng hả, ổng trục lợi cho mình. Bao nhiêu có ông sư hồi xưa đâu. Vậy hả? Vậy là ông nói bây giờ mời ông thầy chỉ có ba ông là tâm không thiện hả? Ông nói vậy là bị trật. Theo con thấy hiện giờ mời ông chỉ có hai ông là tốt, còn tám ông là trất lất ông ơi. Nói gì nói chứ mình làm vong linh mình cũng phải về chùa chứ. Mà về chùa nghe kinh Phật, mà nghe kinh Phật thì cũng tốt, nhưng mà thấy tâm những vị thầy chùa không tốt mà không muốn về hả? Ông ấy thì về miếu đi, về miếu tu với tất cả các hương linh, họ cũng về miếu họ tu, cũng như là miếu bà hay là miếu ông. Về đó cũng tu được, nhưng mà có cái điều là mỗi năm họ cúng mạng đó, mình chờ ngày chuyển kiếp cũng được. Không cúng mạng hả? Cúng mạng cũng được á. Trong chùa ăn chay đâu ăn. Vậy là tâm ông cũng chưa tịnh nữa. Ta tu người ta ăn chay, ông tu ông sợ ăn chay thì tu đâu được. Thành ra ông nói xấu các vị thầy chùa. Đúng rồi, ông bây giờ tào lao quá. Thầy chùa hiện giờ người ta tốt nhiều lắm. À, ông sư Thích Minh Tệ hả? Ông năm nay chỉ có 46, 47 tuổi à. Thì ông tu cái nay khoảng 6 năm rồi. Ông tu khổ hạnh 12 đầu đà của Phật
A Di Đà, Phật Thích Ca chứ. Thì lần ông không hốt, nhưng mà gần đây ông hốt, ông hốt đó, người ta tôn sùng ổng dữ lắm. Ổng mang một cái bình nồi cơm điện chứ, ổng đi khất thực buổi sáng như vậy á, cho đến trưa người ta cho ít đồ ăn, đủ ăn vậy thôi, chiều ổng đâu có ăn đâu, ổng ngủ ngồi không à, người ta cho tiền không lấy đó. Mà ông hỏi ông thầy, ông sư Thích Minh Tuệ anh chị. Trời ơi, mấy cái nhỏ nó nói dữ lắm. Tao mới tò mò, tao hỏi tao biết thôi. Biết đừng có chi không? Đánh đi theo ông chơi. Trời à, người ta đi khất thực bình thường chứ có gì đâu. Ông đam mê dục vọng của ông xong cũng tàn, còn người ta tu thì người ta không có tàn, ta tu ngàn năm vẫn lưu truyền sách báo, vẫn để lại 1.000 năm vẫn còn, 1-2.000 năm là chuyện bình thường. Bây giờ ông muốn đi theo ông sư Thích Minh Tuệ phải không? Rồi bây giờ con sẽ làm một cái thực, đưa ông đi luôn ha. Khoan nha mày ơi, có gì ăn không? Cho ông ăn đi, đói bụng quá à. Đói bụng quá hả? Cho ông ăn chút xíu rồi cho ông, đưa ông đi luôn ha. Ừ. Nhưng mà cuối cùng là ông đến đây ông tìm cái người để giúp vong, giúp cho ông đi tìm ông thầy Thích Minh Tuệ, hay là ông đi tìm người bạn của ông? Ôi cái ông Thích Minh Tuệ đây ra ổng, để ổng coi ổng người sao. Thấy ổng hay quá. Ông thấy hay là nghe người ta nói? Này tao nói ổng đẹp hay lắm. Ờ ông già cả rồi, ông đi bộ theo ông nổi không? Ừ, ơi, thấm nổi mày hay không à? À, quên nữa. Trộn này bán có giá không ta? À, thường nó có giá. Dễ hả? À. Ở đây dám có trồng hương lắm ta. Có. Ừ. Con này gần gú quá trời nè. À, quỷ có. Có không? Ok các bạn, mình đang chuẩn bị lấy đồ cúng á, tự nhiên có một thanh niên gầy chòm họ đến đây. Dạ thôi bây giờ con mời ông dùng nha, không biết ông bây giờ ở đâu. Mời ông bà cô bác anh chị em dùng bánh uống nước. Ok, con mời ông ha, đến đây dùng bánh, hưởng nước rồi con giúp cho ông đi theo thầy sư thầy Thích Minh Tuệ nha.
xong cho cậu. Xong rồi. Xong rồi phải không? Vậy thôi bây giờ ông muốn theo thầy Thích Minh Tuệ ha, sư thầy Thích Minh Tuệ, chứ ông không có muốn đi theo ông bạn nữa ha. Mẹ đó, ông kia ông hay lắm. Rồi, con chúc ông tu sắp được tinh tấn. Mô Phật. Mô Phật. Thì ok các bạn, mình hôm nay á đến nhà của ông bà cụ đây, vô tình gặp được ông lão đến đây tìm bạn. Thì ông có nói là ông tìm ông lão mà kỳ rồi mình giúp cho ông đi về Cần Thơ rồi đó nha. Nhưng mà nói đi nói lại á, hồi ông muốn theo thầy sư thầy Thích Minh Tuệ để tu. Thì mình mới làm một cái thực đưa ông đi theo sư thầy Thích Minh Tuệ để tu sống được tinh tấn, để sau này được đào thai trở thành người tốt rồi cả nhà. Ông có nói là ông rất thích về cái việc đàn bà, quán cà phê ôm, bia ôm. Ngày xưa ông làm có bao nhiêu tiền ông đưa vô đó ông nướng hết, ông coi bối các bạn. Vậy thôi, mình đã giúp cho ông xong rồi, mình có thể kết thúc video. Cảm ơn quý anh chị và cảm ơn các bạn đã xem video ha. Máy bay cả nhà.